Phật tử tại gia với tấm lòng hộ pháp hộ tăng, với tấm lòng hướng thiện theo chủ trương của đạo Phật, thì hôm nay chúng tôi đến với đạo tràng với một cái bài pháp có cái tựa đề rất là gần gũi và đơn giản, chỉ có bốn chữ, đó là thiện ác buồn vui. Quý vị cho một tràng vỗ tay để cho nó có sinh khí. Một cái đời sống cư sĩ, Đức Phật Ngài hằng dạy cho chúng ta là nên làm lành lánh dữ, giữ tâm cho thanh tịnh, đúng với cái tôn chỉ của đạo Phật là không làm các điều ác và làm các điều lành. Điều quan trọng thứ ba là giữ tâm cho trong sạch. Không làm các điều ác ở đây nó tượng trưng cho chúng ta đang tu giới, thực hiện các việc lành. Cụ thể như ngày hôm nay tại tư gia, Phật tử Ngộ Bụ Khánh đã làm các điều lành, nó tượng trưng cho là chúng ta tu định và giữ tâm cho trong sạch nữa, đó là chúng ta đang tu huệ. Đó được gọi là giới, định và huệ, mà chúng ta nói tóm tắt là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo. Như vậy xuyên qua cái đề tài là thiện ác buồn vui. Thiện ác tức là nhân, và buồn vui là gì nè? Là quả, đúng rồi. Hiện nay đời sống của người tu Phật chúng ta đang trên cái tiến trình thực hành lời Phật dạy, thì cái tiến trình này đang gắn liền với chúng ta, đó chỉ là bốn chữ, đó là thiện ác buồn vui. Khi chưa biết đạo đó thì chúng ta làm theo những gì mình thích, không cần biết tội hay phước, khổ hay vui, mà chỉ cảm thấy thích là chúng ta làm, đúng không nè? Thời gian mà chúng ta chưa có biết đạo đó, chúng ta làm theo những cái gì chúng ta thích thôi, chúng ta không quan trọng, không quan tâm đến cái điều đó là thiện hay ác, tốt hay xấu, vân vân. Bằng chứng là chúng ta thấy có một số người họ đam mê, họ thích cái nghề chẳng hạn như là đi săn bắt, hoặc là cái nghề, cái thú giải trí là đi câu cá. Có những người thì họ câu cá giải trí, có những người họ câu cá cũng vì nuôi mạng. Thì những cái người này họ chỉ làm theo những gì họ cảm thấy họ thích, và họ cũng không cần biết tội hay phước, điều đó tốt hay là xấu. Có những người quý vị thấy họ đi câu cá cả ngày đấy, và họ có thể ngồi câu một cách yên lặng, không nhúc nhích. Bởi vì họ sợ nhúc nhích thì sao? Cá nó không ăn, nó không ăn mồi. Rồi họ đi vào rừng họ săn bắn cũng vậy, và mấy cái nơi mà họ bắn chim, săn bắt họ cũng phải đi rất là nhẹ nhàng. Mình tạm gọi là họ đi còn hơn là người đi chánh niệm nữa đó. Đi mà không dám thở mạnh. Mình thì kêu ngồi thiền thì mình không chịu ngồi. Mà nhiều khi mấy người đó kêu ngồi thiền thì ngồi câu cá họ ngồi. Họ ngồi như là ngồi thiền, vì họ đang làm theo những gì họ thích. Nhưng một thời gian sau, hoặc là có một số người họ biết đạo chút, biết điều nào nên làm, điều nào không nên làm, điều nào tạo nghiệp, điều nào không tạo nghiệp,
Thì lúc bấy giờ họ mới có cái tâm nguyện là làm lành, lánh dữ. Vì họ biết rằng hãy làm lành thì cho quả lành, làm ác thì cho quả khổ. Và họ biết rằng là cái kết quả của cái hành động của mình sẽ cho ra cái quả là buồn hay vui. Chính vì vậy mà lúc này thì cái tâm nguyện của chúng ta là muốn là bớt khổ, thêm gì? Thêm vui, đúng rồi. Vì mình muốn là bớt khổ thêm vui cho nên mình mới làm lành và lánh dữ. Đó. Thì người đó là người bắt đầu biết đạo, có quy y. Nay ta xưng con Phật hoài đó, phải làm giống Phật, chớ sai tội nhiều. Thân không trộm cắp làm liều, miệng không nói dối đặt điều điêu ngoa, ý không tham ác gian tà, chuyển xoay ba nghiệp thật là thanh cao. Cho dù tám gió thổi vào, tâm ta không động tự hào sắc son. Phật tử nghĩa là Phật con mà giống bố á, thì còn gì hơn. Cho anh tràng vỗ tay cho nó có không khí vui vẻ chút. Như vậy thì khi mình biết đạo, mình đã thành người Phật tử rồi, thì lúc này là mình tu thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, làm lành. Vì mình mong rằng có kết quả là gì? Vui. Mình không có làm điều ác, hãy mà ác thì không làm. Hôm nay thì Phật tử Ngộ Bủ Khánh á, cũng thể hiện theo lời dạy của Đức Phật. Đó là gì? Chuyển xây ba nghiệp, làm lành và lánh dữ. Thì chúng ta đang trong giai đoạn này, chúng ta tiếp tục gieo trồng công đức, tạo ba la mật, làm lành lánh dữ nhiều đời nhiều kiếp, cho nó trở thành một cái thường cận y duyên, tạo phước cho nó nhiều lên, cho dày lên. Chứ đừng có cái tình trạng mà nghiệp dày phước mỏng, không được. Mình phải là phước nó dày, nghiệp nó mỏng đi, rồi chúng ta mới bước sang giai đoạn thứ ba. Lúc bây giờ chúng ta chỉ làm những cái việc nào tối cần. Chúng ta hiểu cái chữ tối cần không? Tức là chúng ta lúc đó chúng ta phải giữ thân, chúng ta phải giữ tâm cho nó thanh tịnh. Hai cái việc đầu là không làm điều ác, làm các việc lành, là chúng ta đang tu trong cái giai đoạn là bớt khổ thêm vui. Đó, rõ ràng như vậy. Là chúng ta đang tu gọi là giới và định. Nhưng mà đến một cái giai đoạn thứ ba, sau một thời gian nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta cũng tiếp tục làm lành lánh dữ. Nhưng mà lúc này chúng ta hướng lên một cái bước cao hơn, đó là chúng ta làm những việc tối cần. Tức là chúng ta giữ cho tâm mình nó thanh tịnh. Tức là chúng ta phải tu cái tuệ, giới định giả cái tuệ. Có nhiều người nói: thưa sư ơi, đến chùa quy y giữ giới như vậy có bị ràng buộc không? Hôm nay chúng tôi xin được trả lời rằng chẳng những không ràng buộc mà rất là tự do đó. Thí dụ Phật tử chúng ta là giữ năm giới nè, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Bây giờ quý vị xét ra năm giới này là nó mang đến cho mình cái sự tự do chứ không phải là bị ràng buộc. Cụ thể, chúng ta không sát sanh thì chúng ta không có tạo nghiệp, đúng không nè? Đời sau sinh ra chúng ta trường thọ, chúng ta có cái mạng sống được trường tồn, có cái tuổi thọ sống lâu, không có bị hoạn nạn chết yểu, những cái tai nạn thình lình, không có nghiệp
Đó là một cái hình thức mà chúng ta cảm thấy tự đại, vì mình có cái phước sống lâu mà. Lỡ mà đi coi bói, ông thầy bói nói chị sống lâu lắm, thấy nó khỏe. Rồi không trộm cắp, là không lấy của không cho, thì không gieo cái nghiệp để mà mất của. Đời sau sanh ra chúng ta cảm thấy tự do, là không có sợ mất mát của cải, đêm ngủ cũng không có sợ trộm rình, cảm thấy thoải mái tự tại. Rồi mình có cái số ít mất của lắm. Có nhiều người tưởng chừng nó mất rồi nhưng mà cuối cùng cũng không mất, là bởi vì cái người này họ không có gieo cái nghiệp mà trộm cắp lấy của người khác. Đó là một cái sự tự do rất là đặc biệt. Rồi không tà hạnh, không tà dâm, tức là không có quan hệ bất chính, thì mình cảm thấy mình tự tại không? Những người mà quen biết bất chính thì cảm thấy lo lắng lắm, hồi hộp phập phòng, dòm trước ngó sau, vân vân và vân vân, cảm thấy mất tự do. Rồi nói dối cũng vậy, mình nói lời chân thật thì mình đâu cần phải nhớ có sao nói vậy, làm sao nói vậy. Đó là thể hiện được cái sự tự tại an nhiên. Đó là một cái sự tự do chứ không ràng buộc. Cũng vậy với thứ năm là không có uống rượu. Khi mình không uống rượu thì mình rất là tỉnh táo, hành vi mình làm chủ được, vân vân và vân vân. Thì chúng tôi muốn nói rằng là giữ giới không phải là sự ràng buộc nha. Người nào có duyên đến với Phật Pháp, quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, đó là chúng ta đang làm các điều lành đó. Ngăn ngừa mình không làm điều ác, tức là một hình thức làm các việc lành. Đó chúng ta đang tu giới. Khi mà nhận thức được điều này rồi thì người con Phật chúng ta phải sao nè? Phải sớm mà lo tu. Vì sao? Vì kiếp người thì nó ngắn ngủi, và nó lại mong manh, không biết là đi lúc nào. Hôm nay còn nhưng mà ngày mai có thể mất. Mà mạng người, kiếp người thì khó được, sanh làm người có dễ đâu. Mà được làm người thì khó sống lâu trên đời. Được nghe chánh pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật, ra đời khó thai. Cho nên phải tranh thủ mà tu. Ở đây nó có cái bài thơ là sớm tu. Sớm tu có nghĩa là mình phải tranh thủ mà tu cho sớm, chứ không nó trễ. Ở trong Kinh Pháp Cú có câu Đức Phật dạy rằng là trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có xanh xào chết dần. Ngụ ý của câu kinh này nói rằng nếu hồi trẻ mà muốn lo tu để về già làm tu á, thì nó có nhiều điều bất lợi lắm. Thứ nhất là cái thời gian không còn nhiều. Thứ hai là sức khỏe, tuổi tác nó giới hạn cho cái việc mình tu. Già rồi lụm cụm mắt mờ tai điếc, cái sự tu tập của mình nó khó khăn. Thì Đức Phật này ví dụ cái người trẻ mà không chịu lo tu á, không sớm lo tu á, để về già mà tu thì giống hệt như con cò già ủ rũ bên bờ ao, cá tôm chẳng có xanh xao chết dần. Tức là cái thiện pháp không được nhiều. Tu tập thì hôm nay tụng kinh thì nhức mỏi chân cẳng mình mẩy, rồi mệt lắm, rồi nó uể oải, tuổi tác nó giới hạn đi cái sức khỏe của mình để mình tu. Cho nên mỗi lần mà chúng tôi đi giảng pháp mà chúng tôi thấy cái đạo tràng mà toàn là người lớn tuổi không á, Phật tử mà lớn tuổi không, chúng tôi vô chúng tôi nói cho phép chúng tôi không kính thưa các vị Phật tử nữa, mà chúng tôi nhìn xuống chúng tôi phải nói một câu theo như nhìn của Đức Phật là kính thưa các vị cò già. Cò già không à? Cái này là Đức Phật ngày ví dụ vậy đó, tức là cái người mà lớn tuổi mà đi tu giống như các con cò già ủ rũ bên nào. Sớm tu thì sớm được an, đó cái nào nó có cái quy luật của nó. Chỉ tu mới cứu khỏi đàn trầm luân,
Tu là phúc của thân hiện tại, tu là vui của cái đời sau. Tu làm nhẹ kiếp khổ đau, tu cho hồn khỏi đọa vào đường mê. Sớm tu sớm được kề sen báo, sớm tu thì phiền não sớm tan. Mau tu chớ để muộn màng, vô thường chẳng đợi, thời gian chẳng chờ. Cái ý này á, của chúng tôi muốn gửi đến quý vị một cái thông điệp là vô thường chực chờ. Nay còn mai mất. Mình mà không sớm tu á thì ngày mai không biết còn để mà tu không. Chỉ có tu á thì mới thoát khỏi được cái sự trầm luân. Tu cho cái thân hiện tại, tu cho cái đời sau. Nay vui đời sau vui mà. Làm lành thì hai đời vui. Vui thấy mình được làm lành, quả lành trổ ra mình được vui hơn. Sự tu quý báu hơn vàng, giúp người vượt khỏi muôn ngàn khổ đau. Bạc vàng sẽ bị tiêu hao, tu hành phước đức chẳng bao giờ mòn. Phước ti không thấy mà còn, tài ti thấy đó mà mòn không hay. Phước thì được hưởng lâu dài, tài thì chỉ hưởng ngắn dài mà mau thôi. Nói đến đây thì chúng tôi mới nhớ một lần, chúng tôi đi giảng có người Phật tử hỏi thưa sư, sư dạy chúng con tạo phước, vậy sư cho con hỏi cái phước ở đâu? Thí dụ như hôm nay con đến đây con phụ với anh Cường và chủ một ít để phát quà từ thiện, con làm phước. Nhưng khi con làm rồi thì được gọi là con là có phước. Vậy phước ở đâu? Phải chi mà con đến đây con hùng với anh Cường để phát quà từ thiện, xong con về nhà con mở cái tủ tiền con ra mà tự nhiên xuất hiện vài cọc tiền, vài chục triệu hay là vài sắp đô la gì đó, hay vài cây vàng gì đó, bảo đảm với sư là con chỗ nào con làm phước là con đứa con làm. Phải không nè? Nếu mà nó thật là như vậy thì bảo đảm người ta chịu làm phước lắm. Tại nó làm phước thì có phước. Như vậy thì phước ở đâu? Câu hỏi này là được Đức Vua Milinda hỏi ngài Nagasena, là hãy chỉ cho trẫm phước ở đâu đi rồi trẫm sẽ làm. Nếu mà chỉ không được trẫm không làm. Thì ngài Nagasena ngài mới trả lời bằng cách là có một cái hình ảnh ví dụ. Ví dụ như hôm nay, ví dụ như là bệ hạ gieo một cái hạt giống. Chẳng hạn đây chúng ta thấy trồng sầu riêng với nhiều nè. Mình gieo cái hạt sầu riêng xuống đi. Khi cái hạt sầu riêng nó nảy mầm, đúng không nè? Nó lớn lên thành cây sầu riêng. Thì xin hỏi bệ hạ, vậy chứ cái cây sầu riêng mà trước khi nó ra trái á, cái trái nó nằm ở đâu trong cây sầu riêng? Nó nằm ở thân cây hay là ở nhánh cây hay là ở lá cây hay là ở gốc cây? Nhìn cây sầu riêng á, mình trước khi nó cho tới mùa cho ra trái á, thì hỏi Đức Vua rằng, vậy xin hỏi bệ hạ chứ rằng là cái trái sầu riêng nó nằm ở đâu trong cái cây sầu riêng này? Nhưng mà tự nhiên đến mùa cái tự nhiên trái sầu riêng nó mọc ra. Thì cái phước nó cũng giống vậy đó. Hỏi đâu trong cái thân này, trong cái gọi là chúng sanh này, không biết nó nằm ở đâu. Nằm ở thân hay ở đầu hay ở tay ở chân không biết ở đâu. Nhưng mà khi phước ở chỗ đó tự động nó sanh ra. Bây giờ hiểu ý cái này không?
Tức là khi mình tạo phước rồi á, thì cái phước nó theo mình, chỉ có phước nghiệp nó theo mình mãi mãi. Mỗi ngày đêm trôi qua, chúng ta lại thêm già và gần hơn cái chết. Khi tử thần đến rồi, tiền bạc không mua nổi, quyền lực cũng buông thôi. Bao nhiêu người thân quý đành bỏ lại ra đi. Theo nghiệp mình đã tạo, chỉ có các công đức là hành trang duy nhất, là bạn nương tựa tốt cho đời này đời sau. Như vậy khi mình ra đi thì chỉ có cái phước nghiệp nó theo mình thôi. Một là nghiệp theo, hai là phước theo, tùy quý vị mang. Ví dụ như hôm nay anh Cường, Phật tử ngộ Bủ Khánh, làm những cái việc thiện này, thì khi anh mất đi thì những cái việc thiện này, những cái phước báo này nó theo ảnh, chứ gạo mì gói nó không theo được, đúng không nè? Khi mất rồi thì cái nút áo cũng để lại, không mang theo được, thì gạo mì sao mang theo? Mà mang gì nổi mà mang? Nằm liệt giường liệt chiếu sao mang? Lúc đó đâu có chở đi được. Cho nên khi chúng ta mất đi thì chỉ có các cái phước đức mà. Thì cái phước đức nó nằm ở trong người. Nghiệp thì dĩ thời, quả thì dĩ thục. Đến cái thời kỳ, đến cái lúc hội đủ duyên lành là tự động phước ở chỗ rồi. Quý vị có nghe ta nói là đủ nắng thì hoa sẽ nở, đúng không nè? Trồng hoa mà thiếu nắng nó không nở. Mà đủ duyên thì phước sẽ gì? Sẽ trổ. Bây giờ là mình đến chùa, xin lỗi quý vị, bây giờ mình chỉ cầu nguyện cho mình là không có cầu để cho mình mau hưởng quả phước, mà mình chỉ cầu cho mình có được nhiều cái dịp để tạo nhân lành nó hay hơn là cầu cho mình hưởng phước. Thấy Phật tử cứ cầu nguyện cho mình được hưởng phước không à? Bây giờ mình là mình cầu cho mình được cái duyên để làm lành. Như hôm nay là mình có cái duyên đến đây để mình gặp được chư Tăng, chư vị Hòa Thượng, Thượng Tọa để Tăng đi. Rồi được cái duyên là mình tùy hỷ công đức làm lành, làm phước của gia chủ. Thì đây là gọi là mình cầu làm sao mình có được cái duyên này nè. Hiểu ý chúng tôi nói không? Còn cái phước tự động ở chỗ ra. Có nhiều người cứ đi cứ cầu nguyện cho mình được mau hưởng phước mà. Bây giờ mình sửa lại, con nguyện cho con được có nhiều duyên lành để tạo phước. Có hai cái niềm vui. Một là cái niềm vui được làm lành. Hai là cái niềm vui được hưởng quả lành. Thì quý vị chọn niềm vui nào? Hả? Đúng rồi. Vì có câu chuyện nó hơi vui, là trước khi xuống làm người đó, thì phán quan có hỏi hai người. Theo hai người á, khi xuống làm người á, thì có hai cái niềm vui. Một là cái niềm vui được làm lành, là cái niềm vui được cho. Hai là cái niềm vui hưởng quả lành là nhận. Giữa cái niềm vui được cho và niềm vui được nhận, ngươi chọn niềm vui nào? Thì cái người thứ nhất á, giơ tay lên: thôi tôi chọn niềm vui được nhận à. Tại vì quan niệm mới là mình có làm vui. Phải không nè? Thông thường á, mình được người ta cho mình cái gì mình vui lắm, mình nhận cái gì mình vui lắm. Thì người thứ hai mới chọn cái niềm vui được cho. Sau khi quyết định rồi á, thì phán quan mới cho cái người mình chọn cái niềm vui được nhận đó sanh xuống làm người. Biết làm người gì không?
ăn mài, tối ngày ra chợ cầm cái lon, cứ nghe ton ton, ken ken là vui, vui cả ngày luôn, vui từ sáng đến chiều, nhận mà. Chọn cái niềm vui được nhận thì cứ cầm cái lon ra chợ đứng vậy đó. Ai đi ngang cái bỏ dài bạc cắt vô tăng ton cái là vui, mừng lắm. Nhiều khi họ bị khiếm thị hoặc là họ bị khuyết tật cái đó, họ không nghe, họ thấy được rồi, họ nghe ken ken là họ vui rồi. Còn cái người mà chọn niềm vui được được cho đó, quý vị biết sanh nó làm gì không? Làm người giàu có, đúng rồi, làm người trưởng giả. À, có mới cho, đúng không? Chứ không có thì sao cho? Ví dụ như anh Cường ở đây, Phật tử Ngộ Bủ Khánh ở đây là chắc trước đây cũng phải chọn cái niềm vui được cho. Chứ bây giờ đó ảnh còn không đủ nữa sao cho người khác? Ảnh phải có dư thì mới cho. Đúng không nè? Cho để mà chôn của để dành mà. Thì thường thì mình chôn của là phải dư mới chôn, chứ còn thiếu sao chôn. Cho nên cái người hành thiện á, cái người mà chọn niềm vui được cho là hành thiện á, nó có hai cái lợi ích rất thiết thực, được gọi là một cái lẽ sống có tính chất hướng thượng và hướng thiện. Khi chúng ta làm thiện á, thì cái lợi ích thứ nhất mà chúng ta cảm nhận được, đó là chúng ta ngăn ngừa được điều ác trong tâm. Vì khi tâm mình làm thiện á, thì cái tâm bất thiện nó không có. Quý vị nhớ nghe, khi mình thương ai thì cái tâm ghét nó không có. Vì sao quý vị biết không? Vì minh sanh thì vô minh nó diệt, ánh sáng xuất hiện thì bóng tối nó mất đi, quy luật nó như vậy. Đi về phía ánh sáng á, thì bóng tối tự tiêu tan. Đi về phía bình an á, thì khổ đau tự biến mất. Đi về phía được mất á, lòng liền bị hẹp đi. Đi về phía từ bi á, tâm tự nhiên rộng lớn. Đi về phía thiệt hơn á, đời gặp gền lên xuống. Đi về phía ham muốn á, thì phiền não khắc tự sinh. Đi về phía thiện bình á, thì tham sân si vô hiệu. Mà đi về phía thấu hiểu á, lòng tự khắc bao dung, chứ không có bung dao. Cái gì hiểu cái từ bao dung bung dao không? Bao dung là sao? Là tha thứ. Cho dù người kia có gây lỗi lầm với mình cũng tha thứ, mình hoan hỷ. Còn bung dao là sao? Bung dao là sao? Là móc binh khí biển lưỡi ra mà chửi. Lời nói không là dao đó. Sao cắt lòng đau nhói? Lời nói không là khói, sao bắt thấy cây cây? Lời nói không là mây, sao đưa ta xa mãi? Sao ta không ngồi lại nói với nhau nhẹ nhàng? Khi mình không bao dung rồi mình hay sân si, la mắng, cãi cọ, riết thành thói quen. Người ham cãi cọ nào hay? Chúng ta đều chết một ngày gần đây thôi. Khi ai hiểu rõ điều này, chẳng ham tranh cãi gây thêm muộn phiền. Luận tranh chẳng có ích gì, tranh cường hiếu thắng lắm khi phiền hà. Ai người suy ngẫm sâu xa, nói năng tự chế bất hòa lặng yên. Lời qua tiếng lại giải quyết chi đâu? Sao không ngồi lại? Sao không dừng lại kẻo hố thêm sâu? Lời qua tiếng lại đưa ta đến đâu? Sao không dừng lại thở nhẹ và sâu? Lời qua tiếng lại có ích chi đâu? Sao không ngồi lại mỉm cười nhìn nhau? Người kia tức giận nói ồn ào rồi, không lẽ ta đây cũng thế sao?
họ đã cọc cằn thêm ta nữa. Thành ra ta họ giống như nhau. Cái người tu phải khác hơn người tu chỗ là biết người kia cọc cằn rồi. Thì mình sao? Mình phải không cọc cằn. Người ta thiện với mình thiện với họ là chuyện bình thường. Người ta không thiện với mình vẫn thiện với họ, đó mới là thiện đó. Người ta tốt với mình tốt với họ là cái chuyện đối đãi là bình thường, tốt qua tốt lại. Nhưng mà người ta không tốt với mình vẫn tốt với họ, thì đó mới là người gì? Người tu đó. Người tu mình nó khác hơn người không tu chứ. Người tu dù gặp chuyện xui cũng không nản chí thối lui, bởi vì người tu thấy được những gì người thường không thấy, bởi vì không tu. Cho anh trai cho ta. Khác hơn cái người không tu chỗ đó là mình nhận được, mình thấu nhân quả, thấu nhân duyên, là không than phiền quán trách gì hết. Đâu có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả, đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra rồi, trách móc làm cái gì nữa. Mình hay trách hay móc lắm, hay cãi nữa, cho nên mình thiếu đi cái sự bao dung, mà tối ngày cứ bung vào. Mình tu cái hạnh hỷ xả, đừng có sỉ vả. Hiểu cái từ này không? Hỷ xả chứ đừng có sỉ vả. Tu cái hạnh bao dung chứ đừng có bung vào. Cho nên là cái người hành thiện có lẽ thứ nhất là gì? Ngăn ngừa được điều ác trong tâm. Trong kinh Pháp Cú Thầm A Bà Đá, Đức Phật có dạy là chúng ta hãy tích cực làm việc lành để chế ngự điều ác trong tâm. Vì tâm người dễ vui, chậm tạo thiện nghiệp thì dễ ưa thích làm việc ác. Chúng tôi nghe ở ngoài nó có một câu vui vui là nhàn cư thì di bất, bất thiện đúng không? Rảnh rỗi thì sanh cái gì? Sanh gì? Nông nổi. Cho nên mình đừng có để cái tâm mình nó mình tích cực làm việc lành, giống như đi về phía ánh sáng á. Hãy minh sanh thì vô minh nói việc. Mình làm việc thiện thì bất thiện nó không có mặt. Như hôm nay mình đến đây mình làm lành thì xin lỗi quý vị, chứ mình dễ hỷ xả từ bi lắm. Như hôm nay mình ra chợ và buôn bán dễ cạnh tranh tranh giành lắm. Cái tâm của người mình nó lạ lắm. Ví dụ mình vào chùa mà cái tâm người có tu á, cái tâm mà có hỷ xả thì nghe cái tiếng chuông nó khác hơn người không tu nghe. Ví dụ mình có tu, mình có hỷ xả, mình thích làm việc lành á, mình không ưa thích làm việc ác á, thì mình vào chùa mình nghe cái tiếng chuông, mình nghĩ tới chữ liền buông, thấy không? Mỗi lần nghe tiếng chuông nghĩ tới chữ buông, nghe tiếng mõ nghĩ tới chữ bỏ, buông bỏ, buông bỏ, nó nhẹ nhàng. Còn cái tâm người không tu vào chùa cũng nghe cái tiếng vậy đó, nhưng mà không nghe được tiếng chuông mà nghe tiếng gì phải không? Bon, thì nó chập chen, nó chen bon chen bon chen. Thấy nó mệt không? Mệt lắm. Cho nên phải khéo nghe nữa. Tâm mình hướng thiện rồi thì cái điều ác nó không xuất hiện. Mà tâm mà không hướng thiện rồi nghe toàn thấy ác không. Cũng cái tiếng chuông đó mà mỗi người nghe một cách nha. Vì đấy bữa nào tâm mình nó bực bội vô chùa nghe cái tiếng chuông, không hay là được tiếng buồn đâu mà nghe tiếng bon chen. Vô chùa mà còn bon chen nữa. Sẵn đây gửi quý vị bài hát vào chùa nghe mỏ nghe chuông cho nó có không khí vui vẻ chút. Vào chùa có mó có lần mà giận ai á, bực mình ai á, làm ơn lên gõ dùm sư nghe tiếng chuông. Lên bàn thờ gõ chuông để mà nghĩ tới chữ gì? Chữ buông. Chỉ cần một chữ buông thôi là ta sẽ hết một đời khổ đau. Buông đi thì giả hết sầu, buông hờn, buông giận, buông câu hại người. Buông rồi miệng sẽ cười tươi, buông rồi sẽ thấy cuộc đời nở hoa. Buông hết ta lại thấy ta, chính tâm buông đó cho lòng an nhiên.
Vỗ tay nữa. Hôm nay quý vị đến đây một cái nhiệm vụ duy nhất đơn giản là vỗ tay để ủng hộ. Coi như mình một cái sự gọi là làm thiện vậy đó. Vỗ tay cũng là một cái hình thức để mà mang đến niềm vui cho người khác. Nhớ nha, giận hờn ai, muộn phiền chuyện gì thì lên bàn thờ, lấy cái chuông gõ chuông. Đơn giản vậy đó. Lắng nghe sao cho nó nghe cái chữ nhẹ nhàng buồn. Như vậy thì cái lợi ích của người thứ nhất mà làm thiện đó, nhắc lại là chế ngự được gì? Chế ngự cái gì? Điều ác trong tâm. Trời nãy giờ nghe mà thấy hình như là ở trong kinh, ở trong kinh đó, Đức Phật nó có ba loại trí tuệ nghe. Một loại trí tuệ là giống như cái lưu lạc úp vậy đó. Quý vị có thấy cái lưu lạc úp không? Có giọt nước nào vô không? À, Trung Quốc hết trơn à. Đó là loại trí tuệ thứ nhất. Cái loại trí tuệ thứ hai là giống như trí tuệ bắp dế vậy đó. Vì hiểu bắp dế mình không? Mình ngồi thì mình để đồ được, mà đứng lên nó rớt xuống hết rồi. Là ý nói những người mà ngồi tại chỗ nghe thì nhớ, nhưng mà đứng lên hết, đứng cái quên trần, trả lại cho thầy hết. Cái dạng mà đến chùa học được chữ tu mà về nhà bận rộn lu bu quên liền. Cái loại trí tuệ thứ ba như là cái lưu lật ngửa vậy đó, là nhiều nước nó cũng vô được hết. Mình đây chắc thuộc dạng thứ nhất quá. Thứ hai là ngồi tại chỗ ta còn nhớ, còn nãy giờ hỏi không nhớ luôn rồi. Chắc thứ nhất là cái trí tuệ gì? Cái lưu lật ngửa hay lật úp? Trời ơi đó, tự quý vị nói à. Mình nói cái trí tuệ của mình giống như cái lưu lật úp vậy đó, không có giọt nước nào vô. Nằm nghiêng vô chút chút ha, đỡ là lật úp ha. Đó, cho nên là cái lợi thứ nhất của người làm thiện, nhắc lại là chế ngự được điều ác trong tâm. Vì cái tâm mình nó lạ lắm. Người thương người thì bao nhiêu cũng thiếu á, mà người ghét người chút xíu cũng dư nữa. Nếu mà cái tâm mình đã thương người ta rồi, mình đã giúp rồi, mình muốn giúp nữa, đã cho rồi muốn cho nữa. Như chú Cường ở đây đó, năm nào cũng cho, muốn năm sau cho nữa. Là cái người mà người ta thích làm lành. Hãy cho nhau những gì ta đang có, lỡ mai này không có để cho. Có tình thương, có tình nghĩa đồng bào, có tình bạn, tình người trong bốn biển. Có lời nói thật thà và lưu liếng, có chân tình từ cảm xúc trái tim. Có bao dung hạnh phúc khỏi đi tìm, có tất cả và cho ta tất cả. Có vô thường là con đường nghiệt ngã, đến rồi đi vội vã cũng không lường. Có rồi không, không rồi có chẳng luồn. Thương rồi giận, giận rồi thương gia giết. Lực vô thường cổ kim hằng phải biết. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Hôm nay ở đây thì anh Cường á, Phật tử ngộ Bủ Khánh á, là anh chủ trương rằng là hãy cho nhau những gì đang có. Bởi vì anh biết là cuộc đời nó vô thường lắm. Của cải tài sản vật chất, kể cả bản thân mình không biết ngày mai nó còn hay không. Cho nên bây giờ chúng ta đang có thì tranh thủ cho đi. Lỡ mai này không có để cho nhau. Và được biết là cái con đường chúng ta phía trước này là anh Cường cũng phát tâm anh làm luôn. Từ trong này đi thẳng ra ngoài kia, nghe nói rộng tới 4 mét. Làm đường, đó là một trong những cái hạnh mà sanh về cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Ngày xưa cái vị vua trời ở trên cõi Tam Thập Tam Thiên là cõi trời 33 đó, mà chúng ta hay gọi là cái cõi trời Đạo Lợi đó. Là cái cõi trời này do 33 chàng thanh niên ở dưới trần gian này chuyên môn đi đào đường lấp đất, làm những công tác từ thiện xã hội không. Sau cái thân hoại mệnh chung, 33 chàng thanh niên này mới sanh về thành lập cái cõi trời đó. Mà hiện nay cõi trời đó là cái ông mà trưởng của cái nhóm thanh niên đó là vua trời Đế Thích. Là do cái hạnh mà đi làm đường làm xá rồi, sanh về để hưởng phước. Chúng tôi thấy chú Cường ở đây là có tình thương, có tình nghĩa đồng bào luôn. Làm con đường là con đường chung. Mà hỏi chú rằng là có ai phụ, chú nói là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao thôi, có mình có mình ảnh à, anh phát tâm hết anh làm.
Bây giờ có tình thương, có tình nghĩa đồng bào, có tình bạn, có tình người trong bốn biển. Đó, cái người hành thiện như vậy đó. Mục đích là gì? Để chế ngự được điều ác trong tâm. Hãy tranh thủ cho nhau những gì đang có. Cho ra thì còn nha, giữ lại là mất à. Vì có câu nói rằng khi ta chết đi á, những gì ta xài thì đã mất. Những gì ta để lại, người khác xài nó mới đau. Ta chỉ mang theo những gì ta đã cho thôi. Lặp lại là khi ta mất đi, những gì ta xài đã mất. Khi ta chết đi, những gì xài đã mất. Những gì ta để lại, người khác xài. Và ta chỉ mang theo những gì ta đã cho. Anh Cường, anh thấu được cái điều này. Anh mang theo. Mà cái câu chuyện này ngày xưa trong Bổn Sanh á, tiền thân của Đức Phật á, có một kiếp này sanh ra trong một cái gia tộc giàu có lắm. Ngài là đời thứ 7. Khi Ngài lên, Ngài làm trưởng cái gia tộc đó, Ngài mới vào cái kho của cái gia tộc này mở ra, Ngài thấy trụ vàng bạc châu báu quá trời. Trong một cái tổng kho của một cái dòng họ, một cái gia trang lớn, dòng họ lớn. Thì nó còn phân ra từng khu nữa. Ví dụ như cái khu 1 này là của đời thứ nhất để lại, quá trời châu báu vàng dòng. Rồi cái khu thứ hai là của cái đời thứ hai để lại. Ngài tính cho tới đời thứ 6 rồi, Ngài đời thứ 7. Ngài phải suy nghĩ, bây giờ mình lên đây là mình cũng kinh doanh, rồi mình cũng làm ăn, rồi mình cũng gom góp của cải tài sản vàng dòng châu báu, rồi mình để một đống cái đó. Ngài mới suy nghĩ, ủa, vậy là 7 đời, 6 đời của gia tộc mình trước đây cứ làm, cứ tích lũy tài sản, để lại trong cái kho báu này quá trời. Cái Ngài mới suy nghĩ, mấy người đó không mang theo được, bây giờ mình làm cách nào để mình mang theo đó. Từ cái câu mà bằng cách nào để mang theo, thế là bắt đầu Ngài mới xả tài bố thí, làm từ thiện. Bắt đầu Ngài mới phân phát chuẩn cho người dân, người này đem hết của cải ra cho. Cho vừa xong là Ngài cũng thân hoại mệnh chung luôn, Ngài mang theo hết. Còn mấy cái người đời trước đi rồi để lại hết, để lại từng cục vậy đó, cả một kho báu. Bởi vì mình quan niệm rằng á là cái sai của mình là mình quan niệm là có cái ta là có cái của ta. Thật sự không có. Quý vị có nghe cái từ là đại gia bất động sản không? Chết nằm dưới cỏ xanh mới biết mình của đất, đất không phải của mình. Câu này quý vị nghe mà ngẫm sâu lắm. Khi ông sống á, ông đất của ông. Bến Tre này tôi có vài miếng, bên Vĩnh Long tôi cũng có nữa, chỗ này chỗ nọ, thậm chí trên Bình Phước trên kia tôi cũng có nữa. Trên Cao Nguyên tôi cũng có, chỗ nào tôi cũng có một miếng đất của tôi. Khi ông chết, người ta chôn ông xuống dưới đất, cỏ nó mọc lên, thì lúc bấy giờ á thì ông mới biết ông là của đất à, nghe, mới trở về với đất. Ông là cát bụi mới trở về cát bụi. Đất không phải của ông. Cái chỗ này nó sâu lắm, mình ngồi mình suy nghĩ coi, đất của mình hay là mình của đất? Mình của đất. Mình là cát bụi mới trở về cát bụi đó. Có cái bài hát trở về cát bụi, mỗi lần đám ma là cái ông càng tay ông thổi cái bài đó. Là mình trở về với lòng đất. Đúng không nè? Cho nên mình cứ quán niệm là mình là cát bụi. Cho nó khỏe. Có một câu chuyện vui, có một kỳ đó, cái có bà vợ mới đi chùa. Rồi ông chồng cái ông sanh cái tâm ích kỷ ganh tị, ông ghen dữ lắm. Bà đi chùa ông về, ông vô đi, ông nhằn. Cái bà gặp sư bà nói, trời sư ơi, ông chồng con ông ghen dữ lắm, ông đi chùa, lần lễ chùa về cái mặt ông đóng à. Ông vô đi. Thì sư mới vui miệng, sư nói thôi bây giờ cô về, cô quá độ ông đi. Nhắc nhở cho ông hiểu. Họ nhắc nhở sao thầy, nhắc nhở sao sư. Nói mỗi lần mà cô đi chùa về á, cái mặt ổng chầm dầm lắm, ghen á, thì cô làm ơn cô nói giùm ổng câu, nhắc cho ổng thức tỉnh á. Nhắc câu gì biết không? Là xin chồng nhớ cho, em là cát bụi, em là cát bụi, xin chồng nhớ cho. Thấy không nè? Rõ ràng cái thân này là thân tứ đại mà, đất nước lửa gió hình thành. Bây giờ nó là cát bụi, nhắc cho ổng nghĩ, đừng có nghĩ cái thân này là em nữa mà là cát bụi.
Cái cổ nói mình lỡ mình nhắc vậy mà ông hiểu ông nói gì, ông hiểu ông chữ rồi sao thầy? Thì cô nói tiếp, xin chồng nhớ cho em là cát bụi, em là cát bụi xin chồng chửi đi. Ông chửi ai quý vị? Không chửi cát bụi, ông mệt, ông chửi từ sáng tới chiều cũng được đó. Mình đừng có nghĩ là mình nghĩ là mình buồn lắm. Trời ơi, sư ơi, ông chồng chửi con quá trời, nó thôi đừng có nghĩ chửi con mà chửi cát bụi. Ông chửi cát bụi, ông hỏi ông mệt, ông nghĩ à. Cái bà còn cắt cớ bà hỏi tiếp, bà lỡ như mà mình nói gì mà ông nghe được, cái ông đánh mình luôn sao? Thì cái con nói tiếp, con nói là xin chồng nhớ cho em là cát bụi, em là cát bụi xin chồng đánh đi. Bà nói trời ơi, vậy nhập viện chết sư ơi. Sư nói không phải sư chú dạy đâu, mà cái này niệm trong tâm thôi, đừng nói đâu mà, nó ngoạn quánh thiệt á. Rồi lúc đó mặt mày bầm tím hết trơn, vô mắng vốn sư, biết sao sư. Thì đó, tức là mình phải hiểu rằng là khi mình hiểu được như vậy rồi đó, thì mình mới tranh thủ mình chồng. Một câu chuyện khác, nó cũng mang tính chất để mà minh họa cho cái điều này. Câu chuyện này chúng tôi đọc ở trên mạng xã hội, không biết thực hư ra sao. Chúng xin chia sẻ đây quý vị nghe, rồi quý vị tự cảm nhận. Là có một cái anh này, anh được xin, anh được vào làm trong một cái gia đình, hai vợ chồng là giàu có dữ lắm. Làm chủ. Ông vô ông làm cái nghề tài xế. Vì ông là người lương thiện mà, người tử tế, người tốt, cho nên ông thật thà lắm. Ông lái xe cho ông chủ này đi nhiều năm. Thì trong quá trình đi theo ông chủ như vậy đó, thì ông mới biết hết là công việc làm ăn của ông chủ, chuyện này chuyện nọ giải quyết sao là ông biết hết. Ông như là một người vừa tài xế mà vừa là phụ tá luôn, nguyên với công ty lớn. Thì đang làm ăn ngon lành vậy đó, cái ông chủ tự nhiên đột ngột qua đời, tai biến mạch máu não gì đó không biết, đột ngột qua đời đi. Thì khi qua đời như vậy đó, thì cái người vợ ấy, giải quyết xong cái hậu sự của ông chồng xong rồi, cổ hơi bối rối về cái vấn đề điều hành công việc của công ty. Thì may mắn làm sao á, cái ông tài xế này, ông đi theo ông chủ này, ông biết hết đâu làm ăn với ai, nợ nần bao nhiêu, đối tác là người nào vân vân, đại khái là ông nắm hết. Thì cái cô vợ này cũng lại nhờ cái ông tài xế đấy giải quyết giùm. Ông tài xế này thì giúp đỡ thôi, người tử tế mà. Ông giúp đỡ một thời gian, cái cô vợ này cũng thấy cái người này cũng quá tốt, người lương thiện, cái nảy sinh tình cảm. Thật sự ra là cái ông tài xế đó ông không có ý đó, nhưng mà ông là người lương thiện, người tử tế, nhưng mà do ông quá tử tế, quá tốt đi, một năm, hai năm, ba năm mãn tan chồng, cái bà vợ bà cưới luôn ông này. Thì khi bà cưới luôn cái ông tài xế này rồi đó, thì ông tài xế này ông mới ra vào cái mộ của ông chủ á, ông thắp ba cây hương, ông mới nói một câu nghe đau lòng vậy nè. Ông nói thưa anh, ngày đầu tiên em đến với anh, em tưởng đâu em là người làm công cho anh, nhưng đến ngày hôm nay em mới biết rằng anh mới chính là người làm công cho em. Bao nhiêu người của ổng làm đó ông này hiểu hết. Thấy không nè, một câu chuyện nó, chúng tôi không biết trên mạng nó chia sẻ ý gì, nhưng mà chúng tôi kể ra mục đích là gì? Là khi mình chết rồi á, thì những gì đã xài thì mất, những gì mình xài đã mất, những gì mình để lại thì sao? Người khác xài đó, cái chỗ đó đó, mới đào đó. Cái ông chồng đó mà ổng mà đội mồ được, ổng mà sống vậy, ổng đội mồ là bóp cổ này chết liền. Nào là của cải, vợ con của tao, tự nhiên mày xài hết trơn. Đó, cái ý nó như vậy. Như vậy thì cái gì? Thứ nhất là chế ngự được điều ác trong tâm. Chắc thời gian không còn nhiều ha anh Giác. Tiếng này 5 phút nữa ha. À, tại vì giảng 1 tiếng đồng hồ đó, mà giảng nãy giờ là mấy chưa gì hết mà đã 55 phút rồi. Chúng tôi muốn nói thêm cái ý thứ hai á, là cái người làm việc thiện á, nói đây để cho anh Cường với các Phật tử chúng ta tham dự cái buổi lễ trai tăng từ thiện này á, để hoan hỷ thêm, là chúng ta ngăn ngừa được điều ác trong tâm nữa. Vì trong kinh Đức Phật Ngài dạy là ai dùng các hạnh lành để ngăn ngừa hay là mờ đi những ác nghiệp sẽ sáng chói đời này như trăng thoát khỏi mây. Cho nên cái người mà làm việc thiện á, nó có nhiều cái lợi ích, mà lợi ích hai cái lợi ích mà cụ thể nhất chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị, đó là gì? Chế ngự được điều ác trong tâm, thì cái tâm thiện sanh, tâm bất thiện không có mặt. Thứ hai là khi mà làm việc thiện, một số cái ác nghiệp nó trả không được. Ví dụ hôm nay các bà muốn chửi với mình lắm, muốn sân si với mình lắm, nhìn lại mình đi đến đây mình nghe pháp, mà đến mình làm việc thiện thì bà chửi không được. Cho nên thấy người này đang đi làm việc thiện mà sao mà chửi. Thậm chí hôm nay mấy cái người mà đòi nợ mình cũng dám đòi nữa.
thôi chờ đi, ngày mai bà ở nhà qua đòi, chứ hôm nay bà đến đây bà phát bà từ thiên mà đòi bà kỳ lắm. Thấy không nè, đó mình nói cụ thể vậy đó. Cái người làm việc thiện là ngăn ngừa được một mớ cái ác nghiệp mà nó xảy đến với mình, nó ngăn ngừa được. Và đức năng thắng số đó, cái người mà có phước đức nó sẽ thắng được cái số. Thôi thì vì thời gian có hạn, hôm nay chúng tôi rất là vui được gia đình Phật tử Ngộ Bủ Khánh, mà chúng tôi hay gọi là anh Cường á, một cái người giàu lòng mà thiện tâm, cũng như cỡ cấp cậu độc thời nay vừa trai tăng làm phước đến các chư tôn hòa thượng, thượng tọa Đức Tăng Ni, rồi làm phát quà từ thiện cho đồng bào địa phương đây nữa, rồi làm luôn cái con đường mà chúng ta đang đi. Nghe nói ngày mai là bắt đầu khởi công rồi, hôm nay cúng xong rồi ngày mai bắt đầu xe cuốc vô làm rồi, khởi công làm rồi. Thì trước khi dứt lời, chúng tôi xin gửi tặng quý vị bài hát niệm Phật để cho quý vị có thêm cái niềm vui rồi kết thúc ha. Quý vị cho một tràng vỗ tay để đón nhận bài hát niệm Phật. Lòng thành sinh dân triều mến, làm lành lành sẽ sống bình minh yên, mỗi ngày phát quy tâm lành lành cho cuộc đời bừng lên mầm mầm sông. Lời thầy dạy khuyên thường nhớ, niệm Phật phải gắn niệm chấm, lúc lúc ngồi đứng đứng đi khi nằm, càng tinh tấn mà xa mê lầm, quay về bờ giác mà nương, đừng đừng chờ mãi lỡ vô thường. Niệm Phật công đức cao vời, an vui suốt đời người ơi, làm lành mà xa điều ác, đạo giang soi sáng mười phương. Nhớ thường nhật những tâm niệm Phật, lòng thanh thản tình thương lan tràn. Hai ba, lòng thành sinh dân triều mến, làm lành sẽ sống bình yên, mỗi ngày phát quy tâm lành cho cuộc đời bừng lên mầm sông. Lời thầy dạy khuyên thường nhớ, niệm Phật phải gắn niệm chấm, lúc ngồi đứng đi khi nằm, càng tinh tấn mà xa mê lầm, quay về bờ giác mà đường, đừng chờ mãi lỡ vô thường. Niệm Phật công đức cao vời, an vui suốt đời người ơi, làm lành mà xa điều ác, đạo giang soi sáng mười phương. Nhớ thường nhất tâm niệm Phật, lòng thanh thản tình thương lan tràn. Trước khi dứt lời, chúng con xin thành tâm niệm ân chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni, đặc biệt là các Phật tử. Mặc dù trong cái thời gian dịch bệnh cũng còn nhiều, mà quý vị cũng dành thời gian quý báu đến đây để nghe chúng tôi chia sẻ bài pháp này. Kính chúc quý ngài cùng toàn thể quý liệt vị thân tâm luôn được an lạc. Kính chúc gia chủ đầy đủ phước báo và thành tựu thiện sự trong ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.